chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15. Hôm qua Quốc hội đã có phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Vào sáng ngày hôm nay, Quốc hội dự kiến tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật ở các chương trình thời sự trong ngày. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, hôm qua Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải đã có buổi thăm và làm việc với chi bộ Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, nhất là dự án tu bổ nhà trưng bày bảo tàng đã đưa vào sử dụng năm 2022 để phục vụ khách tham quan. Tổng số viên chức và người lao động là 42 người, định biên được giao trong năm 2023 là 31 chỉ tiêu. Tuy nhiên, với khối lượng công việc ngày càng tăng, số nhân lực hiện có không đủ đáp ứng, trong khi nguồn thu cũng hạn chế, dẫn đến khó khăn nhất định trong chi trả lương cho lực lượng lao động. Cùng với đó là các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho viên chức chưa được đầu tư cao. Đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh trách nhiệm của chi bộ là nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để vừa động viên vừa khuyến khích anh chị em có tư tưởng tốt, an tâm công tác để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ. Về vấn đề đào tạo, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao thành phố lập đề án đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù cho viên chức ở các cơ quan để đáp ứng yêu cầu của bảo tàng nói riêng và các cơ sở di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thành phố nói chung. Chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã có buổi tiếp giáo sư Clary Markin, Tổng giám đốc Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne RMIT Việt Nam. Chúc mừng giáo sư Clary Markin ở chức vụ mới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức tin tưởng trên cương vị của mình, giáo sư sẽ có nhiều hoạt động hiệu quả, thúc đẩy hợp tác và đầu tư phát triển giáo dục hơn nữa nhằm xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp. Giáo sư Clary Markin đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của trường trong 23 năm qua. Giai đoạn tiếp theo trong cam kết của RMIT với Việt Nam bao gồm quỹ đầu tư chiến lược hơn 3.800 tỷ đồng. Trường sẽ sử dụng quỹ này để đầu tư vào hoạt động giáo dục, nghiên cứu và hợp tác, cũng như cơ sở hạ tầng của nhà trường, góp phần hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Thưa quý vị, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã trao giải thưởng chương trình hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023 cho các cá nhân hộ kinh doanh trúng giải, có tổng cộng 9 giải nhất, nhì, ba và 5 giải khuyến khích được trao trong đợt này. Lãnh đạo Cục Thuế thành phố cho biết chương trình bấm số lựa chọn hóa đơn may mắn quý 1 năm 2023 có tổng số hơn 1,95 triệu hóa đơn của các cá nhân hộ kinh doanh đủ điều kiện quay thưởng. Điều này cho thấy ngày càng có nhiều cá nhân hộ kinh doanh quan tâm đến việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ. Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Tính đến nay, Cục Thuế thành phố đã ghi nhận trên 1.900 doanh nghiệp và trên 500 hộ kinh doanh chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Như vậy, quý 2 năm nay sẽ có thêm nhiều người tham gia chương trình hóa đơn may mắn. Việc triển khai chương trình hóa đơn may mắn của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh nhằm khuyến khích thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, đồng thời bảo đảm sự minh bạch công bằng trong hoạt động kinh doanh. Dự kiến trong thời gian tới, chương trình này sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước. Hội Nhà báo Việt Nam phát động sự kiện Tuần lễ sách của người làm báo từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 6 tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng với Hội Xuất bản Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố và Báo Thanh niên tổ chức. Sự kiện với các hoạt động trưng bày tủ sách của các tờ báo, trưng bày sách của các nhà báo, các tọa đàm giao lưu, giới thiệu sách, chia sẻ về nghề của các nhà báo,
qua đó kỳ vọng đưa đến đông đảo độc giả những trang viết mang đậm hơi thở thời cuộc, gắn liền với dòng chảy thời sự, từ chất liệu sống của người làm báo, góp phần làm đa dạng hóa thị trường sách trong nước. Mỗi cơ quan báo chí gửi mỗi tựa sách 2 cuốn, mỗi cá nhân gửi tối đa 3 tựa sách, 2 bản một tựa về địa chỉ Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Alexander Road, quận 1. Các tác phẩm trong thời gian xuất bản từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 6 năm nay. Toàn bộ sách sau khi trưng bày tại tuần lễ sách sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Báo chí Việt Nam, Hà Nội và Khoa Báo chí Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh để lưu trữ và phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu. Dự kiến, chương trình sẽ trao kỷ niệm chương cho các cơ quan báo chí và tác giả từng có sách đoạt giải thưởng cao của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm khích lệ các nhà báo có sách đoạt giải thưởng cao, khuyến khích sáng tác của phóng viên trong công cuộc phát triển văn hóa của đất nước. Trong nỗ lực giảm tải cho các trung tâm đăng kiểm cũng như hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thuận tiện hơn trong đăng ký kiểm định xe cơ giới, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành và chính thức đưa vào áp dụng thông tư số 08, trong đó có quy định về việc giãn chu kỳ kiểm định cho phương tiện ô tô đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng ra mắt tính năng tìm lịch trống trên ứng dụng TTDK, trung tâm đăng kiểm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể tìm lịch trống gần nhất để đặt lịch hẹn đăng kiểm cho các phương tiện. Đây là những giải pháp nhận được sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp cũng như các trung tâm đăng kiểm khi mà vẫn còn số lượng lớn phương tiện đã hết hạn quá lâu hoặc vừa đến hạn kiểm định. Theo thông tư 08, các xe ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải đã được cấp giấy chứng nhận tem kiểm định trước ngày 22 tháng 3 năm 2023 và vẫn còn hạn kiểm định đến ngày 3 tháng 6 năm 2023 sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định theo chu kỳ mới. Như vậy, với việc áp dụng quy định này, có khoảng gần 2 triệu phương tiện sẽ được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng so với quy định cũ. Trung tâm đăng kiểm cũng đã cải cách nhiều vấn đề về quá trình đăng kiểm, theo thống kê được tới 19 triệu lượt xe được cái dẫn cái chu kỳ kiểm định lần này, thì theo tôi nghĩ thì lượng xe ủng ứ nó cải thiện được trong thời gian tới. Tuy nhiên, các trung tâm đăng kiểm cũng khuyến cáo các chủ phương tiện được giãn chu kỳ kiểm định cần hủy lịch hẹn trước đó trên ứng dụng TTDK nhằm tạo điều kiện cho những chủ phương tiện còn lại. Một ngày có cái lượng phương tiện họ đăng ký nhưng họ không tới đó, là khoảng 15-20%. Tại vì các phương tiện đó là được giãn chu kỳ kiểm định nên người dân họ không đi xét mà lại cũng không hủy, thì lại không có chỗ trống cho các cái phương tiện khác. Một ngày là mở 90 đến 100 xe nhưng mà giờ chắc phải tăng lên 120 để mà cho các xe họ cần họ tới họ đăng kiểm. Bản thân doanh nghiệp của chúng tôi tìm ở trên cái app của Cục Đăng kiểm, cái trạm mà sớm nhất mà chúng tôi có thể đăng kiểm đó là 10 tháng 7 trở đi thì chúng tôi mới có thể đăng kiểm được. Tuy nhiên là chúng tôi đã hết đăng kiểm khoảng bắt đầu từ bây giờ đến ngày đã có xe đã hết đăng kiểm. Vậy thì ảnh hưởng rất là nhiều cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thì mong rằng các chủ sở hữu của những chiếc xe đó, nếu mà chúng ta chưa có cái gì cấp bách thì nên hủy cái lịch đó. Thì cái câu chuyện này nó sẽ tốt hơn cho kinh tế vận tải. Để có thể sắp xếp lịch ưu tiên, người dùng vào mục quản lý xe, đăng ký thông tin phương tiện, nhập chính xác các thông tin, bản số xe, màu nền bản số seri giấy chứng nhận và ngày hết hạn để hệ thống xác thực dữ liệu một cách tốt nhất, từ đó hỗ trợ tìm kiếm xếp lịch hẹn cho người dùng. Thưa quý vị, còn khoảng 3 tuần nữa, dự án đường Vành Đai 3 sẽ chính thức khởi công theo kế hoạch đã đề ra ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng tại 4 tỉnh thành, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai không đồng đều. Ban chỉ huy dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án Vành Đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự án đoạn qua địa bàn thành phố đã được các địa phương bàn giao 297 hectare mặt bằng, đạt 72%. Đến thời điểm này, tỷ lệ mặt bằng toàn thành phố đạt hơn 76%. Như vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao vượt chỉ tiêu mặt bằng và đủ điều kiện để khởi công dự án sớm so với dự kiến một tháng. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công dự án vào ngày 18 tháng 6. Đến nay, toàn thành phố đã chi trả bồi thường đạt hơn 3.529 tỷ đồng. Riêng Đồng Nai là tỉnh duy nhất có nguy cơ chậm tiến độ khởi công như kế hoạch. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành được hồ sơ thông báo thu hồi đất. Dự án cũng chưa xác định được nguồn cung vật liệu san lấp phục vụ thi công. Vì vậy, dự án thành phần hiện nay đều đang ở trong tình trạng bị chậm tiến độ, nên việc đảm bảo mốc khởi công dự án vào ngày 30 tháng 6 là rất khó khăn.
vướng luật đốt rác phát điện thành phố Hồ Chí Minh gặp khó. Các nhà máy đốt rác phát điện tại thành phố Hồ Chí Minh khởi công vào năm 2019, tuy nhiên quá hạn hơn 3 năm, các nhà máy này vẫn nằm trên giấy. Nguyên do sự chậm trễ này là vì vướng quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030 và luật bảo vệ môi trường 2020. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ mới hiện đại đốt rác phát điện và tái chế định hướng đạt ít nhất 80% vào năm 2025, định hướng tới năm 2030 đạt 100%. Nhưng với tình trạng hiện nay tại các nhà máy thừa công suất nhưng thành phố không thể giao rác thì việc trên rất khó thực hiện. Và để giải quyết những khó khăn vướng mắc và khuyến khích các đơn vị chuyển đổi công nghệ theo hướng hiện đại tiên tiến, thành phố Hồ Chí Minh bổ sung kiến nghị liên quan đến cơ chế chủ động đặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý rác đưa vào dự thảo nghị quyết thay thế nghị quyết số 54 trình Quốc hội. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, nếu được chấp thuận thì đây sẽ là một bước đột phá và tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố chủ động hơn trong việc xử lý rác. Tin thế giới, thưa quý vị, vào hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức họp khẩn vì vụ vỡ đập Kakhovka gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Bức tường của con đập bị sập gây ra lũ lụt ở nhiều nơi, đe dọa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và nguồn cung cấp nước cho cả Nga và Ukraine. Moscow và Kiev đã cho sơ tán người dân khẩn cấp, trong lúc chính phủ hai bên đổ lỗi cho nhau thực hiện vụ tấn công trên. Ukraine gọi vụ phá đập là hành động khủng bố. Chúng tôi kêu gọi cuộc họp khẩn tại Hội đồng Bảo an. Ukraine sẽ hợp tác với cơ chế bảo vệ dân sự của EU và các cơ chế quốc tế khác để giảm thiểu hậu quả. Ngoại trưởng Kuleba cũng kêu gọi nhóm G7 và EU áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, bao gồm cả ngành công nghiệp tên lửa và hạt nhân của nước này. Giới chức Ukraine thông báo 150 tấn dầu động cơ đã tràn ra sông Dnieper sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, nguy cơ tiếp tục rò rỉ thêm 300 tấn dầu nữa. Về phần mình, Nga bác bỏ các tố cáo của Ukraine. Văn phòng Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine cố tình cho nổ tung con đập để đánh lạc hướng dư luận về cuộc phản công mà Kiev thực hiện nhằm vào lực lượng Moscow. Ủy ban điều tra Liên bang Nga thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào vụ phá hoại đập Kakhovka. Bộ Ngoại giao Nga ngày 5 tháng 6 thông báo Moscow không thấy có triển vọng tiếp tục gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, song sẽ tiếp tục tham vấn các đại diện của Liên Hợp Quốc về thỏa thuận này. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin, phía Nga đã nhiều lần yêu cầu đưa ra vấn đề xuất khẩu ammoniac của Nga qua lãnh thổ Ukraine vào thỏa thuận trên, coi đó như một giao dịch thương mại cùng có lợi. Song phía Kiev đưa ra các yêu cầu khác nhau để thực hiện thỏa thuận này, và điều này khiến tình hình rơi vào bế tắc. Ông Vershinin nhắc lại quan điểm của Moscow là các thỏa thuận đã ký kết và đang có hiệu lực phải được thực hiện đầy đủ. Ông cho biết thêm, Trung tâm Điều phối chung ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại hoạt động kiểm tra tàu theo thỏa thuận ngũ cốc. Trước đó, một nguồn tin cấp cao Ukraine cho biết Kiev sẽ cân nhắc cho phép ammoniac của Nga quá cảnh lãnh thổ nước này để xuất khẩu với điều kiện sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được mở rộng, trong đó bổ sung thêm các cảng Ukraine và nhiều mặt hàng khác. Ngày 6 tháng 6, lực lượng bảo vệ bờ biển của ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines đã tham gia vào cuộc tập trận ba bên ngoài khơi Philippines. Đây là lần đầu tiên ba nước này tổ chức một cuộc diễn tập theo thể thức như vậy. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc trong khu vực. Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận này giữa Mỹ, Nhật và Philippines. Ngày 6 tháng 6, cơ quan an ninh nhà nước Kyrgyzstan KGB cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 30 đối tượng bị cáo buộc âm mưu đảo chính. Theo GKNB, lực lượng an ninh đã chặn đứng âm mưu của một nhóm người đang lên kế hoạch tiến hành bạo loạn nhằm giành chính quyền bằng vũ lực. Hơn 30 người đã bị bắt giữ hôm 5 tháng 6. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Kyrgyzstan của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Tại buổi tiếp quan chức Hội đồng châu Âu, Tổng thống nước chủ nhà Sadi Japarov cam kết sẵn sàng hợp tác với Liên minh châu Âu. Kyrgyzstan nằm ở khu vực Trung Á. Nước này có khoảng 6,7 triệu dân, đa số theo đạo Hồi, nên kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào khai thác vàng và xuất khẩu nông sản. Sở Y tế vùng Ulyanovsk ở miền Tây nước Nga cho biết ít nhất 20 người đã tử vong sau khi uống rượu trái cây nhãn hiệu Mr. Cider. Trường hợp thiệt mạng đầu tiên được báo cáo ở khu vực này. Các nạn nhân khác được ghi nhận ở Samara, Nizhny Novgorod và Udmurtia.
nhà chức trách đã tạm giữ một người vì nghi ngờ gây ra cái chết do sơ suất và ra lệnh ngừng kinh doanh mặt hàng này. Các nơi chăm sóc đặc biệt được thiết lập trên khắp khu vực. Theo truyền thông địa phương, sản phẩm rượu trái cây có chứa một lượng methanol gây chết người, còn được gọi là rượu methylic hoặc cồn gỗ, và độc hơn nhiều so với ethanol có trong đồ uống có cồn thông thường. Từ năm 2016, Nga đã thắt chặt kiểm soát sản xuất và bán rượu sau khi 77 người chết vì uống rượu giá rẻ ở Siberia, nhưng việc tiêu thụ rượu tự nấu vẫn là một vấn đề lớn. Hôm qua, một trận động đất mạnh 4,9 độ đã xảy ra ở phía nam Haiti, ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, động đất được ghi nhận ở thành phố Jeremy, nằm ở phía tây nam với tâm chấn ở độ sâu 10 km. Lực lượng cứu hộ tìm thấy 3 nạn nhân xấu số bên dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập và đang tìm kiếm cứu nạn thêm các nạn nhân khác. Nhiều trẻ em được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Năm 2010, một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra gần thủ đô Port-au-Prince của Haiti, khiến ít nhất 200.000 người thiệt mạng. Haiti cũng vừa hứng chịu lũ lụt nặng nề khiến ít nhất 45 người chết và 85 nạn nhân bị thương, và hơn 13.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Thủ tướng Ariel Henry đã yêu cầu quốc tế hỗ trợ. Trở lại với các thông tin trong nước, thưa quý vị, hôm qua hơn 96.300 học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 với môn thi ngữ văn vào buổi sáng và ngoại ngữ vào buổi chiều. Kết thúc môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi, phần lớn thí sinh có tâm lý thoải mái. Đề thi được đánh giá có độ phân hóa cao ở cả 3 câu, đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đặc biệt, cách trả đề câu nghị luận văn học đã được đổi mới khi không đề cập một tác phẩm cụ thể mà cho phép học sinh tự do lựa chọn tác phẩm theo chủ đề được đặt ra. Đề văn năm nay em nhận xét là khá là vừa sức. Câu 2, nghị luận xã hội thì mình cần trải nghiệm và cần kiến thức bên ngoài để mình làm. Nghị luận xã hội là nếu những suy nghĩ đẹp mà không được cất thành lời thì sẽ như thế nào? Những suy nghĩ tốt đẹp thì sẽ có mặt tốt của nó, không thể hiện được nó qua lời nói, qua giao tiếp của mình thì những cái giá trị của nó sẽ không được lan tỏa ra ngoài nhiều. Em thấy đề thi năm nay cũng không quá khó, cũng không quá dễ, nhưng mà nó cũng hơi đánh đố học sinh một chút xíu. Nghị luận văn học thì nó là một trong những cái làn gió mát làm cho các bạn rất là thoải mái, bởi vì các bạn được lựa chọn khá nhiều những tác phẩm thuộc về chủ đề tình yêu quê hương đất nước và chủ đề về tình cảm gia đình. Nếu như các bạn biết cách vận dụng, các bạn biết lập luận một xíu thôi là các bạn có thể làm tốt về cái câu nghị luận văn học này. Trong khi đó, đối với môn ngoại ngữ, đề thi năm nay được đánh giá là vừa sức và sát sườn với chương trình học. Khi mà đọc đề thi thì em cảm thấy là có nhiều câu hỏi nhưng mà vẫn rất là vừa sức với học sinh. Và vì thầy cô đã ôn tập khá nhiều cho nên là em làm bài thi cũng khá là tốt. Đề thi của em thì có cái câu rất là dễ, em nghĩ là sẽ rất là thích hợp cho các bạn kiếm thêm điểm. Đó là những cái câu mà sắp xếp các bạn mà làm từ trung bình khá trở lên thì em nghĩ các bạn sẽ làm được tầm cỡ 6-7 điểm gì đó. Tất cả cái câu thì nếu như mà học, mọi người học bình thường thì mọi người đều có thể trả lời được. Em nghĩ là em làm được khoảng tầm 90% của đề thi. Đề sẽ cho học sinh là nhận biết với cả thông hiểu ở dạng là mức độ bình thường, rồi sau đó là vận dụng ở mức độ cao với cả vận dụng thấp với cả vận dụng cao. Thì vận dụng cao nó chỉ rơi ở khoảng là 1 điểm thôi, còn vận dụng thấp thì nó ở rơi khoảng từ 1 đến 1 điểm rưỡi. Còn ở mức độ mà hầu hết các bạn làm được ở mức độ đó là nhận biết và thông hiểu ở mức độ là trung bình khá trở lên là hầu như làm được ổn hết. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sau ngày thi đầu tiên đã có 5 trường hợp vi phạm quy chế thi, trong đó có 2 thí sinh đi trễ, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi đem điện thoại vào phòng thi. Hội đồng thi đã tiến hành đình chỉ thi và tịch thu điện thoại, chuyển an ninh kiểm tra thiết bị và xác nhận không có gửi đề thi ra ngoài. Một trường hợp thí sinh mở tài liệu trong phòng thi đã bị tịch thu tài liệu và ra quyết định xử lý cảnh cáo. Trong ngày hôm nay, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ thi môn toán vào buổi sáng với thời gian làm bài là 120 phút, môn chuyên tích hợp vào buổi chiều, thời gian làm bài là 150 phút. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, ngày 6 tháng 6, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố, Câu lạc bộ Quản lý Buồng phòng miền Nam tổ chức họp báo công bố hội thi nghiệp vụ Buồng phòng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023.
Hội thi dành cho mọi đối tượng, đặc biệt là nhân viên buồng phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch, sinh viên tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Hội thi gồm 3 vòng thi: sơ kết, bán kết, chung kết, diễn ra trong tháng 7 với 2 bảng dự thi, bảng cá nhân và bảng tập thể. Đây không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng, phát huy sự sáng tạo mà còn là dịp để trau dồi kỹ năng, chuyên môn, qua đó góp phần chuẩn hóa nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên phục vụ buồng phòng ngành khách sạn nói riêng, thúc đẩy sự phát triển của nguồn nhân lực ngành du lịch thành phố nói chung, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh đã và đang khẳng định được vị trí trong lòng khách du lịch trong và ngoài nước với các sản phẩm du lịch đặc sắc như du lịch MICE, ẩm thực, đường thủy, mua sắm. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ hôm nay đến hết ngày 5 tháng 7, lễ trao giải được tổ chức vào tháng 8 năm 2023. Để thích ứng với xu thế phát triển chung của khu vực và quốc tế, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa triển khai áp dụng tiêu chuẩn du lịch ASEAN cho ngành du lịch thành phố, trong đó ứng dụng các quy chuẩn và quy định về an toàn, an ninh, vệ sinh và môi trường theo bộ tiêu chuẩn ASEAN làm cơ sở để du khách được bảo vệ và có trải nghiệm du lịch tốt nhất. Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, việc chuẩn hóa dịch vụ của các cơ sở dịch vụ du lịch là điều kiện quan trọng cần thiết trong lộ trình phát triển, nâng cao chất lượng điểm đến của thành phố. Các doanh nghiệp du lịch áp dụng theo bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN trong việc thiết kế, xây dựng sẽ tạo sự tin tưởng cho khách du lịch. Đặc biệt, việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn du lịch ASEAN sẽ tạo ra một môi trường du lịch tốt nhất, đảm bảo cho du khách được trải nghiệm thoải mái và an tâm khi tham gia các hoạt động du lịch tại thành phố. Cùng với đó, việc áp dụng tiêu chuẩn du lịch ASEAN, trong đó ứng dụng các quy chuẩn và quy định về an ninh, an toàn, vệ sinh và môi trường theo bộ tiêu chuẩn sẽ giúp đảm bảo rằng các hoạt động du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện một cách bền vững và nâng tầm ngành du lịch thành phố hội nhập quốc tế. Thưa quý vị, tại tỉnh Tây Ninh đã diễn ra hội nghị ký kết cung ứng sản phẩm giữa các doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op. Hội nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của địa phương gặp gỡ, tìm hiểu thông tin thị trường, thúc đẩy sản xuất, kết nối cung cầu hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối, phục vụ nhu cầu tiêu thụ đa dạng của người dân Tây Ninh và cả nước. Cụ thể, Sài Gòn Co-op đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 35 đơn vị cung ứng là các đơn vị sản xuất đặc sản Tây Ninh, bao gồm 45 mặt hàng của tỉnh. Ngay sau buổi lễ ký kết, các mặt hàng đặc sản Tây Ninh sẽ nhanh chóng có mặt trên quầy kệ của 800 điểm bán thuộc Sài Gòn Co-op và được phân phối tận tay người tiêu dùng cả nước. Hiện nay thì sản xuất của bà con thường thường là nhỏ lẻ, quy mô chưa lớn, do đó cái sản lượng nó không có đáp ứng được yêu cầu của hệ thống. Thì nếu mà qua được ký kết này thì dưới vai trò của chính quyền địa phương và các ngành chức năng này sẽ hỗ trợ bà con là mở rộng cái vùng nguyên liệu, đảm bảo sao đáp ứng được cái nhu cầu đó cùng với lại các quy chuẩn tiêu chuẩn thì để cái sản lượng nó đáp ứng yêu cầu của toàn hệ thống thì mới đảm bảo cái việc ký kết này nó bền vững lâu dài được. Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Sài Gòn Co-op sẽ khai thác cầu nối xuất khẩu là đối tác chiến lược NTUC Fairprice để đưa đặc sản Tây Ninh ra thị trường quốc tế, triển khai chương trình thương mại điện tử giúp sản phẩm Tây Ninh mở rộng hơn thị trường tiêu thụ. Kết nối với tỉnh Tây Ninh cũng là hoạt động chiến lược của Sài Gòn Co-op nhằm thực hiện nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 154 của Chính phủ, từ đó hỗ trợ đắc lực việc phát huy thế mạnh của địa phương theo quy hoạch kinh tế chung, phát triển đặc sản vùng miền nhằm gia tăng sản lượng tiêu thụ và thúc đẩy không ngừng nâng cao chuẩn mực hàng hóa trong khu vực hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Và với vai trò là một cái đầu tàu phát triển không chỉ của vùng Nam Bộ, cả nước, thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc liên kết và thúc đẩy phát triển vùng và các cái địa phương trong vùng. Và thông qua cái hợp tác này thì nó sẽ triển khai những cái công việc cụ thể, thì nó tạo ra một cái cơ sở pháp lý cũng như là một cái cam kết để thúc đẩy các cái hoạt động tổ chức triển khai thực hiện liên kết một cách nó chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Tại hội nghị, Sài Gòn Co-op cũng trao 900 phần quà cho các hộ chính sách tại tỉnh Tây Ninh, góp phần giúp tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, nhiều hoạt động hè thiết thực cho trẻ em đã được các địa phương chú trọng thực hiện. Tại quận Gò Vấp, thì các em thiếu nhi trong độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi đã được tham gia ngày hội bé khéo tay và phiên chợ xanh với thông điệp một việc làm nhỏ bảo vệ môi trường xanh. Em yêu biển xanh, hãy hành động vì môi trường, hành tinh xanh. Đây đều là những tác phẩm hội họa được em Kariem và các em thiếu nhi trên địa bàn quận Gò Vấp sáng tác với hy vọng tuyên truyền xây dựng một thành phố sạch xanh. Về môi trường xanh, biến đổi khí hậu ở thế giới ta đang nóng dần đó, nên là em muốn sáng tạo cái nội dung này, truyền đạt cho mọi người về cái ý thức bảo vệ môi trường để khí hậu ở thế giới phát triển hơn, trong xanh hơn ạ.
Thưa quý vị, những bông hoa rực rỡ màu sắc như thế này thì được tái chế từ các vỏ chai nhựa, bao bì ni lông đã thải bỏ sau quá trình sử dụng. Và những sản phẩm này thì được các em thiếu nhi và phụ nữ tại địa bàn quận Gò Vấp sáng tạo nên. Và các cái hoạt động như thế này thì không chỉ giúp các em có một mùa hè sôi động hơn mà còn hướng các em đến việc là yêu thiên nhiên hơn và luôn có ý thức bảo vệ môi trường. Ba mẹ mua về để làm túi rác thì các con có thể tái sử dụng lại để lấy cái lớp túi ni lông đó để các con làm hoa. Em thấy làm mấy bông hoa bằng giấy này hơi khó và cũng cần khéo tay nên mình mới làm được những tác phẩm đẹp. Ngoài đẹp ra thì những bông hoa này tái chế lại rác thải nhựa để làm sạch môi trường. Hội sẽ cho các bé vẽ tranh và những cái bức tranh này thì hội sẽ mời những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm để đến tham quan và sẽ mua các cái sản phẩm này. Mục đích của hội là muốn đưa vào cái quỹ an sinh xã hội để chăm lo lại cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trong cái năm học sắp tới thì hội sẽ kết hợp với lại các trường học ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhau thứ như là tuyên truyền về phân loại rác thải qua những cái buổi thu gom rác đổi lấy quà. Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra phiên chợ xanh với các gian hàng quần áo cũ, đồng phục không đồng cho học sinh, gian hàng sản phẩm tái chế, tặng cây xanh, thu gom rác đổi quà. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết kết quả giải trình tự virus 6 mẫu bệnh phẩm tay chân miệng có triệu chứng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 đều mắc chủng EV71 kiểu gen B5. Đây là kiểu gen trong nhóm độc lực cao đã được tìm thấy ở thành phố Hồ Chí Minh vào đợt dịch bệnh tay chân miệng năm 2015 và 2018. Dịch bệnh năm nay có gì đáng quan tâm và việc phòng chống ra sao? Phóng viên HTV đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bác sĩ, mới đây ngành y tế thành phố đã xác định được kiểu gen của EV71, tức là tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng ở trẻ em là B5. Như vậy thì dịch bệnh tay chân miệng trong thời điểm này có gì đáng lưu ý thưa bác ạ? Tay chân miệng mà do EV71 thì nó có hai cái yếu tố. Thứ nhất là lan rất là nhanh, lây lan nhanh. Thứ hai là nhiều bệnh nặng. Nó không phải đơn giản là nó ra da, nó tạo ra bóng nước không đâu, mà nó sẽ đi lên não. Nó gây tổn thương cái vùng thân não đó. Nó gây ra tổn thương đó thì nó dẫn đến phù phổi rồi suy hô hấp, rồi rối loạn nhịp tim, là viêm cơ tim, thì tất cả những cái đó nó rất là nguy hiểm. Có những đứa trẻ là vừa bắt đầu phát hiện biến chứng mà biến chứng trẻ là khoảng 6 tiếng sau là nó mất rồi. Nó thành ra cái việc bay bia phát hiện biến chứng sớm nó rất là quan trọng, mà tiếp cận y tế sớm rất là quan trọng. Nếu mình thấy ở EV71 dù là B5 hay là C4 thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng để mà chúng ta phát hiện sớm, phòng ngừa tốt mới có thể giảm được cái tỷ lệ tử vong. Có thể thấy là dịch bệnh tay chân miệng trong thời điểm này thì lây lan khá là nhanh và cũng khá là nguy hiểm. Như vậy thì chúng ta nên làm gì để phòng ngừa và đặc biệt là tránh tình trạng mà dịch chồng dịch khi mà thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa sốt xuất huyết ạ? Để mà mình phát hiện sớm là cái thứ nhất là mình thấy em bé tự nhiên nó chảy nước miếng, nó bỏ ăn. Thì coi chừng nó lỡ miệng thì mình kêu hả miệng ra liền. Hoặc là trong xóm, trong nhà hay là trong trường có một bé tay chân miệng là phải dè chừng những đứa khác. Thỉnh thoảng mình mở tay ra coi có bóng nước hay không, thỉnh thoảng nói bé mở miệng, hả miệng ra mình coi có bóng nước hay không, thì lúc đó chúng ta phát hiện sớm được. Còn có một số trường hợp mình cũng có thể lầm với lại những cái bệnh như là nhiễm trùng da, thì cái nhiễm trùng da đó thường thường nó nổi nhiều nơi lắm chứ nó không có đặc thù như tay chân miệng, nó nổi lòng bàn tay, lòng bàn chân, mối gối với mông. Nếu mình nghi ngờ không biết có phải tay chân miệng hay không thì chắc chắn là phải đi khám, bởi vì nếu mình khám mình mới biết được cách theo dõi nó tốt hơn để mình phát hiện kịp thời cái dấu hiệu nặng. Khi trong nhà có tay chân miệng là nó còn cái mầm bệnh đó thì mình phải rửa cái sàn nhà, rửa cái đồ chơi bằng những dịch sát trùng thông thường, rồi rửa những cái tay nắm. Rồi riêng người lớn ở trong nhà đó, khi mình đi đâu về mình phải rửa tay trước khi mình tiếp xúc với trẻ con. Cái lo nhất của ngành y tế là bắt đầu sốt xuất huyết vào mùa, chữa bệnh tay chân miệng nó đã cực rồi thì tay chân xuất huyết nó cũng cực lắm. Mà nếu mà chúng ta để hai bệnh nó cùng nhập lại thì cái ngành y tế làm không có nổi. Số ca bệnh nặng nhiều quá thì chắc chắn mình sẽ trả giá bằng sinh mạng của những em bé. Cho nên phải phòng ngừa, và cái phòng ngừa đó không phải ngành y tế làm nổi đâu. Thành ra phải nhiều ngành, giáo dục, y tế, và đặc biệt là người dân phải đồng góp vô. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ vì những chia sẻ vừa rồi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.